Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ảo thuật cùng Di. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Di sẽ giới thiệu với các bạn một tiết mục ảo thuật sử dụng sợi ruy băng này. Đây là một sợi ruy băng thần kỳ. Và từ cái sợi ruy băng này chúng ta có thể thực hiện được nhiều cái tiết mục ảo thuật với nhau. Đây, tôi cho nó vào trong tay này. Và tôi sẽ cho nó một cái nút thắt nhé. Đây, tôi cho nó một cái nút thắt như thế này. Các bạn có nhìn thấy không? Tôi cho cái nút thắt vào trong tay. Đây, từ từ thổi nhẹ nó. Lập tức ta có một cái nhẫn xuất hiện là cái vị trí nút thắt. Vậy thì bằng cách nào để thực hiện tiết mục ảo thuật này? Ngay sau đây thôi, chúng ta sẽ được giải đáp. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ là phần hướng dẫn của tiết mục ảo thuật này. Để thực hiện tiết mục ảo thuật này, các bạn cần phải có một chiếc nhẫn, bất cứ nhẫn nào cũng được, và một sợi ruy băng. Đó. Các bạn sẽ để chiếc nhẫn của bạn nằm ở ngón giữa, co ngón giữa vào như thế này. Đây, bãi co ngón giữa vào như thế này và để cho cái nhẫn nó nằm dọc ngón tay, co vào như thế này, hợp tác như thế. Và cái sợi ruy băng, các bạn hãy cầm một đầu dây bằng ngón trỏ và ngón giữa và dùng ngón cái nhấc lên như thế này. Đó. Sau đó các bạn hãy cho cái đầu của sợi ruy băng này đi vào trong chiếc nhẫn. Đó. Và kéo phần dưới xuống. Vậy thì bây giờ chiếc nhẫn đã có sợi ruy băng. Chiếc nhẫn đã đi vào sợi ruy băng. Ok. Sau đó kế tiếp, chúng ta dùng ngón cái cầm vào sợi dây. Chúng ta lấy dây ruy băng vòng lên trên như thế này. Sau đó chúng ta sẽ để sợi dây lên phía trên, vòng sợi dây qua nút thắt. Đây là một nút thắt giả, nên nhìn rất là thật. Đây, các bạn hãy xem này, một nút thắt giả. Tôi sẽ nói lại một lần nữa, sợi dây vòng lên phía trên. Chúng ta hãy cố gắng để cho cái đường dây nó chéo như thế này thì nhìn sẽ thật hơn rất là nhiều. Sau đó chúng ta bẻ sợi dây lên đằng trước như thế này, vòng nó qua cái hình tròn này, kéo qua. Đó. Cho nó vào trong ngón tay của mình. Đó. Vậy tiết mục hướng dẫn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã được học một cái tiết mục ảo thuật sử dụng chiếc nhẫn và sợi ruy băng này. Di chúc tất cả các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chào các bạn!